Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì sẽ xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một chiếc bình tụ tài, tụ lộc hay còn gọi là bình hút lộc với mẫu chế tác cảnh là hình ảnh sen hạc nhé. Thì cái bình này với chất liệu là bình sứ họa tiết vẽ thủ công bằng tay và được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Với tất cả cái họa tiết mọi người đang nhìn thấy đây đều được vẽ thủ công bằng tay nhé. Và cái chất sứ này nó là chất sứ trắng tinh như đá hay còn gọi là sứ xuyên sáng. Và cái độ dày của bình nó rơi vào 0,8 cm, độ dày của bình là 0,8, và kích thước của bình này là chiều cao là 49 và đường kính bụng là 41. Thì về cái kích thước này thì riêng đối với cái dòng gốm sứ của Bát Tràng thì kích thước có thể là nó sẽ co ngót, có thể nó sẽ xu si đi một chút, không phải là lần nào nó cũng y nguyên như lần nào. Đấy là một cái lưu ý nhỏ dành cho mọi người nhé. Cái mẫu này là mẫu hình ảnh sen hạc nhé, hình ảnh sen hạc. Màu sắc và độ bóng của sản phẩm sẽ là bền vĩnh cửu, trọn đời với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, nghĩa là nó sẽ như thế này mãi mãi thôi. Bình hút lọc thì chúng ta sẽ trưng bày tại phòng khách hoặc là tại phòng thờ với cái mong muốn là chiêu tài tích lộc, mang vận may đến với gia chủ. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không sứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Ở trong cái tác phẩm này thì được chế tác cái cảnh là hình ảnh một cái đầm sen rất là lớn nhé. Và ở trong đây thì có hình ảnh những chú hạc đầu đỏ đang kiếm ăn ở trong cái đầm sen này với đầy đủ các sắc thái khác nhau nhé, hạc bay này, hạc đang lội nước này, có đầy đủ. Khi mà sờ lên bình nó sẽ trơn mịn và mượt như là chúng ta sờ lên trên kính ấy. Và đây là dưới đáy này, dưới đáy của bình đây, chúng ta nhìn nhé. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nhà cho mọi người nhé. Mọi người yên tâm khi mà muốn mua sản phẩm, nếu như mà ở xa thì yên tâm về cái vấn đề vận chuyển. Nhận hàng mọi người được kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không sứt mẻ thì mọi người mới nhận. Đó. Âm thanh nó rất là đanh nhá. Sờ lên trên bình thì như là trơn mịn và mượt như là chúng ta sờ lên trên kính ấy. Giờ thì mình sẽ xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ hơn nữa về cái tác phẩm này. Sự kết hợp giữa hạc và hoa sen sẽ có hai điều nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất là luôn sống ngay thẳng như một người quân tử và tránh xa những tệ nạn cám dỗ xấu. Cái thứ hai là trí tuệ như hạc và sự kiên trì bền bỉ như sen thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong mọi việc. Hoa sen là loài hoa có sự phát triển vô cùng đặc biệt. Nó sinh ra trong đầm lầy, xong lại sinh sôi phát triển rất mạnh mẽ để vươn khỏi mặt nước, khoe sắc, tỏa hương thơm thanh khiết, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi bùn lầy hôi tanh nhơ nhớp. Vậy nên hoa sen được xem là biểu tượng của sự thanh cao, sự thoát tục hoàn mỹ. Trong Phật giáo, hoa sen chính là biểu tượng của sự giác ngộ, sự tôn kính, một lòng hướng Phật. Hạc là loài chim được mệnh danh là nhất phẩm điểu, đầu luôn ngẩng cao về phía trước, dáng đi chậm rãi thong dong, mang cốt cách thanh cao liêm khiết của người quân tử. Hạc là loài chim có tuổi thọ rất cao nên hình ảnh chim hạc biểu tượng cho sự trường thọ, và đặc biệt trong tưởng tượng của con người, hạc đầu đỏ thường gắn liền với các vị tiên. Chính vì vậy, chim hạc cũng là biểu tượng cho trí tuệ và sự thông thái. Chúng ta có thể trang trí chiếc bình hút tài lộc này trong phòng khách như thế này mọi người nhé. Chúng ta có thể để lên đôn vào cạnh bàn. Hoặc là chúng ta có thể trưng bày tại kệ tủ như thế này ở gần chân cầu thang để chúng ta có thể trưng bày trang trí cái vật phẩm này. Đây là mọi người có thể nhìn thấy cái hay của cái mẫu mà vẽ kín bình nhé. Cái hay của cái mẫu vẽ kín bình nó là sẽ như thế này. Chúng ta đứng từ góc nào chúng ta cũng nhìn được cảnh. Ví dụ là nhìn từ trong phòng khách ra, chúng ta cũng nhìn được cảnh vẽ kỹ này. Trực diện chúng ta cũng nhìn được cảnh vẽ kỹ. Và đứng từ bên hông bên này chúng ta cũng nhìn được cảnh vẽ kỹ. Đấy là cái hay của những cái mẫu bình phong thủy thu hút tài lộc, mà với cái mẫu trang trí họa tiết kín bình nhé. Đấy là cái hay của họa tiết đó.
Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.